vị, Phương Hiếu hân hạnh được gặp lại quý vị trong khung giờ giải trí trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình thông gia song đấu với khung giờ phát sóng quen thuộc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thưa quý vị, đến với thông gia song đấu, chúng ta sẽ gặp gỡ những chàng trai và cô gái cùng đến đây để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Bên cạnh đó, sự có mặt của các bậc phụ huynh làm cho chương trình thêm phong phú, hào hứng hơn. Và quan trọng là chúng ta thấy được tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con là vô bờ bến. Ngày hôm nay, để xem những người chơi có tìm thấy nhau và kết duyên tại sân khấu này hay không. Ngay bây giờ, chúng ta cùng gặp gỡ với các gia đình cùng đến đây ngày hôm nay. Gia đình số 1, dì Thanh Thủy, cháu Diệu Hiền, dì Quý Phái, cháu Chứng Chạc. Gia đình số 2, anh Đức Hoàng, em Thu Thủy, anh nghệ sĩ, em xinh đẹp. Gia đình số 3, mẹ Nguyễn Thị Hiệp, con Mộc Tuyền, mẹ Hiện Đại, con Mạnh Mai. Gia đình số 4, mẹ Hồng Thủy, con Hồng Nhung, mẹ Sợi Lợi, con Giỏi Giang. Thay mặt chương trình gửi lời chào đến bốn gia đình đã đến đây ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và tìm thấy tình yêu cho con em của mình. Một tràng vỗ tay thật lớn, mời quý vị cùng ngồi xuống ạ. Đây, bốn gia đình. Và dĩ nhiên, bốn người con của họ đang ngồi trong phòng chờ bí mật mà chúng ta chưa biết được gương mặt của họ như thế nào. Chỉ có khán giả truyền hình mới được thấy dung nhan của bốn người con của bốn gia đình mà thôi. Ngày hôm nay, người chơi chính của chúng ta là ai, có tài năng gì và vì sao lại cô đơn đến giờ phút này? Chúng ta cùng xem nha. Xin mời. Phạm Bá Quyết, chàng trai 25 tuổi. Phạm Bá Quyết sở hữu thân hình lực lưỡng, cánh tay cơ bắp chắc khỏe, sẽ là bờ vai lý tưởng cho bất cứ cô nàng khó tính nào. Nhiệt huyết tuổi trẻ đã giúp anh chàng cao 1m73 này trở thành ông chủ chuỗi phòng gym nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, kiên trì để đạt được thể hình mơ ước. Huấn luyện viên Phạm Bá Quyết đem về cho mình giải thưởng sáng giá, đó là người mẫu hình thể đẹp nhất năm 2017. Đằng sau thân hình hoàn hảo kia, chàng trai trẻ lại sở hữu một trái tim với vô vàn vết sẹo. Đã trải qua hai mối tình tưởng chừng cùng nhau xây dựng tổ ấm, nhưng cuối cùng Bá Quyết nhận về sự tính toán và thờ ơ. Những gì cho đi được xem là vô nghĩa. Trải qua bao sóng gió, Bá Quyết nghĩ rằng ai cũng chỉ sống một lần trong đời, không đồng nghĩa ta chỉ yêu một lần mà thôi. Hãy cho bản thân thêm nhiều cơ hội vì tình yêu chính là điều diệu kỳ của cuộc sống. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có được một người yêu giúp bạn đẹp lên mỗi ngày và luôn xem bạn là một cô gái bé bỏng để yêu thương. Bá Quyết chính xác là một soái ca không thể bỏ qua các nàng nhé. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ nam chính ngày hôm nay, Phạm Bá Quyết. Bốn cô gái đang trong phòng chờ bí mật ơi, không biết là khi thấy Bá Quyết xuất hiện ở đây thì các bạn có cảm xúc như thế nào? Đó là những biểu cảm của các cô gái dành cho Phạm Bá Quyết. Em gửi lời chào đến khán giả nhé. Dạ, xin chào đàn bên nhà gái và tất cả mọi người trên trường quay ạ, ngày hôm nay. Dạ. Dạ, em tên là Phạm Bá Quyết, năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em đó là kinh doanh phòng gym và Kim Luân BT. Ngoài ra thì em cũng làm thêm đó là mẫu ảnh. Dạ. Theo thông tin mà tất cả mọi người đều thấy là em có hai mối tình rồi. Và trong đó có một chi tiết là chia tay, tại vì là những mối tình đó tính toán quá. Dạ. Thì tại vì sao lại như vậy nhỉ? Thực ra thì cũng không phải là tính toán. Thực ra là do là cả hai không hợp nhau nên chia tay thôi. Không hợp nhau nên chia tay. Dạ. Thì ngày hôm nay anh tin rằng là có mặt tại đây, đúng không? Dạ. Mình đã sẵn sàng bước đến cánh cửa tình yêu mới. Yeah. Em đã sẵn sàng. Có nhiều may mắn. Sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng. Đã sẵn sàng. Chào vỗ tay thật lớn.
Thưa quý vị, Bá Quyết đến đây không chỉ một mình, chúng ta cùng chào đón hội đồng người thân của Bá Quyết. Xin mời. Giới thiệu với quý vị, đây là gia đình của Bá Quyết. Mời cô giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào quý vị. Tôi tên Nguyễn Thị Hiền, sinh 1967, là mẹ của Phạm Bá Quyết. Dạ. Còn gì nữa không mẹ? Dạ, tôi đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Tại quận Gò Vấp, dạ. Và chắc chắn là hôm nay mình đến đây để tuyển dâu. Dạ. Tiêu chí về nàng dâu của mẹ là gì? Dạ, tôi không cần con dâu phải đẹp, phải giỏi lắm đâu. Chỉ cần cháu là thật thà, ngoan hiền, biết đối nhân xử thế trong gia đình, biết trước biết sau, và công dung ngôn hạnh, vậy là được rồi. Dạ, đơn giản hả mẹ? Mẹ không yêu cầu gì nhiều hết trơn trời. Dạ. Mà mẹ cần hết trơn cái đức tính tốt của con gái thì mẹ gom vô hết chỗ luôn. Chỉ công dung ngôn hạnh nó nặng nề lắm nha mẹ nha, đúng không ạ? Dạ. Dạ, hy vọng là ngày hôm nay thì mẹ sẽ tìm được một cô con dâu như ý. Dạ, dạ. Bạn kế bên xin mời giới thiệu ạ. Em tên là Phạm Thị Trinh, em là em của anh Phạm Bá Quyết. Là em ruột ha? Dạ. À, mình có trải qua quá trình yêu đương hay này nọ chưa cưng? Dạ em cũng từng rồi ạ. Từng rồi đúng không? Dạ. Tại quan trọng anh Hiếu hỏi như vậy là khi mà mình đã trải qua những cảm xúc yêu đương rồi, mình mới sáng suốt hơn trong việc lựa chọn. Dạ. Đúng chưa? Để mình tư vấn cho anh trai của mình ha. Chúc cho em thành công. Còn bạn kế bên. Em tên là Nguyễn Việt Hùng. Em là bạn của Phạm Bá Quyết, đồng thời cũng là người yêu của em gái Phạm Bá Quyết luôn. Hôm nay cho anh hỏi nè, em là bạn của Bá Quyết trước hay là em là người yêu của em gái Bá Quyết trước? Dạ thì em là bạn của Phạm Bá Quyết trước. Rồi, thì... nghi lắm. Thấy chưa? Có nghĩa là Bá Quyết ơi, coi chừng tình bạn của mình bị lợi dụng để người ta tấn công mục tiêu khác. Dạ không anh, thì thực sự ra cái này là cũng là duyên số ấy. Thì vô tình em tới nhà Quyết chơi, với là em chơi với Quyết cũng lâu năm thì cũng biết em của Quyết khá là lâu thì... Nghĩa là em đến nhà Bá Quyết em chơi với Quyết, sau đó rồi em chơi với em của Quyết luôn. Đúng không? Dạ. Có thể gọi là có duyên. Và chúc cho hai em với một tình cảm gắn bó như vậy cũng sẽ tư vấn được cho Quyết ngày hôm nay ha. Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Con tôi là số 1. Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi bốn vị phụ huynh của nhà gái lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về bốn người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình chàng trai sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết bốn lời chia sẻ, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Trở lại với gia đình nhà trai. Thưa mẹ, cậu con trai của mẹ ở nhà sẽ là một chàng trai như thế nào? Ấm áp, lạnh lùng, vui vẻ, năng động hay ra sao ạ? Dạ, cháu Quyết ở nhà rất là ngoan, hiền, thương em Út và cha mẹ, biết quan tâm chăm sóc đến mọi người. Dạ. Cái tuổi này thì cho Hiếu hỏi là bên cạnh việc mà em đi làm bên ngoài, em mở phòng gym, em là PT, thì không biết là mẹ còn biết em có cái thú vui nào khác nữa không? Cháu thích ca hát, hay nghe nhạc, dạ, đam mê nghe nhạc. Ngay bây giờ nếu phải nói điểm mạnh và điểm yếu của Quyết thì điểm mạnh của Quyết là gì? Người bạn thân có thể chia sẻ không? Thực sự theo như em thấy là Quyết có một cái sự năng động về ở nhiều mọi mặt, như là thể thao hoặc là trong tất cả các mối quan hệ ở xung quanh. Và là em thấy là Quyết có cái sự nhiều sự đồng cảm với mọi người ở trong mọi người, dạ, trong các mối quan hệ. Dạ. Rõ ràng là một chủ phòng gym mà là PT nên em sẽ tiếp xúc với rất là nhiều từ nam với nữ luôn, đúng không? Có khi nào tiếp xúc gần với tự nhiên như vậy thì mình dễ sinh tình cảm không? Tại sao anh chủ phòng gym lại là một PT nữa? Không lẽ là không có ai ve vãn mình? Dạ. Như anh nói thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái mà
mình không nghĩ đến sẽ đến, nhưng mà em thì cái gì ra cái đó. Công việc là công việc, yêu đương ra yêu đương. À, nghĩa là trong lúc mình làm việc là mình tuyệt đối không để những cảm xúc yêu đương chi phối. Dạ đúng rồi. Dù có gặp cô gái đẹp. Dạ, chắc chắn là như vậy. Nghiêm túc. Dạ nghiêm túc. Còn cái điểm nào còn hạn chế ở anh trai của mình mà mình cần anh mình khắc phục là gì hả em? À, đối với em thì anh trai em thực sự là một người hoàn hảo đó anh. Tại thực sự là một người hoàn hảo luôn hả? Dữ dằn chưa? Ôi là trời ạ. Tại bởi vì á là anh em cũng rất là thương em nè. Sau rồi em thấy đa số anh em dành thời gian cho công việc nhiều, ít khi đi chơi hay này nọ kia á. Đối với em thì như vậy là một người bạn trai hoàn toàn tốt rồi đó. Hoàn toàn tốt đúng không? Thưa quý vị, đó chính là gia đình nhà trai và chúng ta biết được hơn thông tin về chàng trai này, Phạm Bá Quyết. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với từng gia đình nhà gái để xem họ là ai và đến từ đâu. Mời gia đình số 1 giới thiệu về mình. Tôi tên là Thanh Thủy, có con gái là tên là Diệu Hiền. À, cháu năm nay là 27 tuổi và cũng là làm việc là thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, chào đón gia đình mình. Xin mời gia đình số 2 giới thiệu ạ. Em tên là Đinh Đức Hoàng, năm nay em 25 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và em đến cùng em gái em đó là Thu Thủy, năm nay là 24 tuổi. Hai anh em đều trẻ hết. Và hôm nay đến đây để thay cho bố mẹ. Dạ đúng rồi ạ. Tìm tình yêu. Hy vọng là ngày hôm nay em cũng sẽ có những phần giới thiệu về em gái của mình hấp dẫn để chiếm ưu thế trong mắt nhà trai ha. Cảm ơn gia đình số 2, một vỗ tay thật lớn. Xin mời gia đình nhà gái số 3 giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Thị Hiệp, 50 tuổi. Con gái tôi là Mộng Tuyền, 22 tuổi. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón gia đình đến với chương trình. Ôi, mẹ nhà gái sang, xịn, mịn, dễ sợ. Dạ, xin mời mẹ nhà gái số 4 giới thiệu ạ. Tôi là Nguyễn Hồng Thủy, con gái là Nguyễn Hồng Nhung. Năm nay là tôi là mẹ là tôi 52 tuổi, dạ. Nguyễn Hồng Nhung là 25 tuổi. Dạ. Đến từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chào đón gia đình. Thưa quý vị, sau những lời giới thiệu xong thì ngay bây giờ lần lượt từng nhà gái sẽ có một hành động dễ thương để diễn tả về con gái của mình. Để xem các bậc phụ huynh và đại diện gia đình ở đây sẽ dùng hành động gì. Xin mời gia đình số 1. À, máy tính. Dạ, cảm ơn mẹ. Mời mẹ về vị trí ạ. Chúng ta đoán xem đó là hành động mô tả về điều gì, gia đình nhà trai. Em nghĩ là chị là một nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Mẹ, cũng nghĩ, mẹ nghĩ gì? Tôi cũng nghĩ là nhân viên văn phòng. Mẹ cũng nghĩ nhân viên văn phòng. Mẹ. Hiện tại là cháu kinh doanh hàng thời trang rồi mỹ phẩm, kinh doanh online đó. Thì dạ, cứ suốt ngày là ngồi bấm máy. Bấm máy xong rồi chốt đơn, đó, bỏ hàng qua. Một ngày đó, cháu chốt cả ngàn đơn. Và nói chung là cháu là kinh doanh rất là phát triển. Nghĩa là cô gái ngàn đơn đó hả mẹ? Đúng rồi. Quá đã luôn. Em giỏi kinh doanh như vậy, khi em về nhà em là cô con gái như thế nào? Nói chung là cái tên không á, và nhìn cái mặt không là biết rồi. Rất là, tên là Diệu Hiền, rất là nhẹ nhàng và rất là hiền lành. Được quá. Và cháu cũng rất là quan tâm đến ba mẹ và anh em, và sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có một cái chuyện như thế này là hồi xưa là thực ra là tôi không phải là mẹ ruột mà chỉ là mẹ nuôi thôi. Thì mẹ ruột của cháu là mất cách đây là 5 năm. Dạ. 5 năm thì tôi là em của mẹ giống là gì đó. Thì có thời gian đó là cháu đang học đại học. Thì lúc đó thì mẹ mất, bệnh mất thì cũng phải nghỉ một thời gian để chăm sóc mẹ. Thì cháu cũng bị sốc một thời gian. Thì cuối cùng là cháu không có học tiếp được nữa. Cháu là thôi bây giờ con phải muốn kinh doanh cái gì đó cho nó tự do. Với lại cũng không muốn làm văn phòng gò bó. Thì con nói thôi tùy con thôi. Chỉ đúng là người ta nói là mất cha thì còn chú, còn mất mẹ thì còn gì. Thì yeah, nói chung là cũng coi như là con gái mình vậy đó. Thì tôi cũng đến chương trình này cũng muốn cháu kiếm được một nửa của mình, có được cái hạnh phúc riêng của mình. Xin chia sẻ với
mất mát của gia đình. Và chúng ta cũng hiểu hơn về em Diệu Hiền. Cái tên dễ nhớ, đọc phát là nhớ ngay. Dạ. Diệu Hiền. Xin chúc mừng hội đồng nhà trai cùng với Hiếu là mình đoán trật lất hết. Dạ. Kinh doanh online. Gọi là cô gái ngàn đơn. Mẹ nghĩ như thế nào về một cô gái giỏi việc kinh doanh mà là tự kinh doanh vậy mẹ nha, kinh doanh online, bên cạnh đó còn quan tâm gia đình, chăm sóc gia đình, và dù trải qua biến cố nhưng vẫn không bỏ cuộc, tự lập thân lập nghiệp? Nói chung như vậy là cũng rất là tốt. Dạ. Phụ nữ mà biết tự kinh doanh, không có cần đến nghĩa là cái nguồn trợ cấp từ chồng là một điều rất tốt. Dạ. Có thể quán xuyến được mọi chuyện gia đình thì con dâu đó cũng là lý tưởng đấy. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng đến với gia đình số 2 để xem anh họ sẽ có hành động dễ thương gì. Xin mời anh họ. Dạ xin cảm ơn ạ. Em thấy mô tả về điều gì? Trước mắt thì em chưa có nhận ra đó là điều gì, nhưng mà em thấy giống trong phim hài quá anh. Giống trong phim hài. Anh thấy giống trong phim Châu Tinh Trì. Đúng rồi, giống Châu Tinh Trì đó anh. Nhiều biểu cảm. Nhiều biểu cảm quá. Có thể nhận thấy là bạn này có khiếu diễn xuất. Đúng rồi anh. Và cái lúc đầu là chụp ảnh như thế này nè, cũng có thể là bạn này là người mẫu hoặc làm thợ chụp ảnh, hoặc cũng có thể là một photographer. Yeah. Cũng có thể. Ngay bây giờ chúng ta cùng nghe anh họ giới thiệu về cô em gái của mình. Dạ xin mời. Em gái em thì làm về diễn viên diễn xuất đó, và làm model. Em cũng là người cũng làm diễn viên và cũng làm diễn xuất luôn. Em là người dụ dỗ em gái em đi làm đấy ạ. Dụ dỗ em gái em đi làm. Vậy là em cũng đoán đúng rồi đúng không anh? Em cũng đoán đúng. Dạ. Đầu là em đoán là diễn viên hài. Tại bạn diễn giống cái hài quá. Dạ. Nhưng mà còn điều gì nữa không em? Em gái của em là một cô gái như thế nào ở gia đình? Em gái em là một người rất là dễ gọi là thủy chung và rất là yêu thương người khác, thường là nghĩ cho người khác. Nhưng mà khi mà gia đình ở nước ngoài rồi thì em gái của em ở Việt Nam này với ai? Và có ai ở cùng hay là theo dõi, chăm sóc hay là đôn đốc cái gì không? Em, tại vì em gái em ba mẹ đi nước ngoài thì cô dì có gửi gắm cho em. Nghĩa là đồng hành cùng với em cả trong công việc và cuộc sống. Nói chung là ở Việt Nam lúc này là em thay mặt cho ba mẹ của em gái. Dạ đúng. Đó là gia đình số 2. Bây giờ cùng xem hành động dễ thương của gia đình số 3. Dạ xin mời mẹ. À dạ rồi. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Gia đình mình nghĩ như thế nào về hành động vừa rồi ạ? Nếu là em thì em nghĩ chị đó có thể là một tiếp viên hàng không lái máy bay chẳng hạn, rồi tiếp là viên hàng không. Một diễn viên múa. Diễn viên múa. Dạ. Tôi thì tôi nghĩ có thể cô đó là một huấn luyện viên coi như là thể dục nhịp điệu hay là múa hay là khiêu vũ gì đó. Yeah. Nghĩa là các bạn này cũng ưa thích sự năng động, chuyển yeah. động của cơ thể, yeah. nhảy múa chẳng hạn. Dạ. Yeah. Em thì thấy em gái của Quyết nói là chân ái rồi.
Dạ, nói vậy. Vậy là em sao y kết quả bên kia. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Mời mẹ giới thiệu về con gái của mình. Điều gì khiến mẹ tự hào và xem con mẹ là số 1? Xin mời ạ. À, con tôi á thì nó cháu là tên Mộng Tuyền. Mà thật ra thì nó rất là thích bên nghệ thuật. Nó cũng giống giống như là con trai đó. Rồi thứ hai nữa là nó đang học học viện hàng không. Ồ. À, nó cũng là dancer. Dạ. Rồi thứ ba nữa là nó đi dạy học Anh văn. Có một cái là nó công việc thì cũng rất nhiều, nhưng mà nó cũng cố gắng là thứ bảy chủ nhật ở nhà đó thì nó phụ tôi, là coi như là đúng ý chị luôn nha, công ngôn dung hạnh. Ở nhà nó nấu cơm phụ tôi, thứ bảy chủ nhật là nấu cho cha mẹ ăn, rất là ngoan. Thành ra là tôi nghĩ là nó 22 mà cháu 25 thì chắc là hợp lắm luôn rồi. Dạ. À, chị biết không, nhà tôi thì cũng có điều kiện lắm, nhưng mà cháu vẫn cố gắng tự làm. Tự làm, tự coi như là lo cho bản thân mình, chứ không có nhờ giả cha mẹ. Đó, thành ra là con tôi đó, là số 1 luôn. Dạ. Có một thông tin Hiếu muốn cho gia đình nhà trai biết. Tất cả các bạn mà muốn thi vào học viện hàng không, đầu tiên phải đảm bảo những thước tất, vóc dáng, ngoại hình để thi vào trường đó, cho thấy là cô nàng này có khả năng là một cô gái có nhan sắc và cao, xinh nữa. Đẹp và cao, phải không ạ? Mà thêm cái là bắt đầu là tự biết vươn lên, tự biết phấn đấu mà còn quan tâm thành viên gia đình nữa là điều hết sức là tuyệt vời. Mẹ thấy sao khi nghe được thông tin đó ạ? Tôi cũng nghĩ đây là một nàng dâu lý tưởng. Bây giờ chúng ta cùng xem còn một gia đình nữa, gia đình số 4. Xin mời hành động dễ thương của mình. Sao giống giống gia đình kia quá ta. Cảm ơn mẹ. Mời những chia sẻ từ gia đình nhà trai. Nếu là con á, thì đối với con, chị đó có thể là một nhân viên kế toán. Nhưng mà cái khúc sau con nhìn kiểu diễn tả thì nó hơi rối một xíu, nên con không đoán ra được. Chị chắc có thể là nhân viên kế toán. Dạ. Đoạn đầu có thể là kế toán, hoặc là cũng chốt đơn giống như cô kia. Tại vì cũng đánh rồi đưa ra, đánh rồi đưa ra. Phải mà. Đoạn dạ. Sau thì mẹ thấy giống hành động gì không? Giống như là giao hàng, chuyển hàng vậy đi. Giao hàng, chuyển hàng. Thảy hàng lên xe hả? Dạ. Thảy hàng lên xe. Em thì thấy giống như là bà đó ở nhà làm nội trợ, hết nội nước trợ. Rau. Có thể là cái hành động này cũng quen nè, mấy anh chàng MasterChef hay làm đồ ăn xong rồi bung chảo lên. Dạ, đó đó. Đó, hành động này quen quá. Để xem mẹ sẽ giới thiệu gì về con gái của mẹ. Dạ, mời mẹ. À, như em gái đó, đó một phần cũng chính xác đó. Con gái thì ở nhà đi làm việc cơ quan thì đánh máy, kế toán, thư ký gì dạ cũng kim làm hết. Dạ. Tại vì làm việc cũng hơi lâu rồi. Rồi còn cái sau á thì giả là giỏi lắm rồi nha. Là cái gì ạ? Trưởng bầu bếp, nấu ăn nhất hạng nhì có bằng khen rõ ràng. Nấu ăn xóc chảo đồ giỏi lắm. Hèn chi mà nói đúng luôn. Xóc chảo vậy nè. Dạ. Xóc vậy nè. Nấu ăn ngon lắm. Dạ. Đó, giỏi. Nhưng mà cháu tự lập chứ không có nhờ giả gia đình. Đó, giỏi lắm. Còn nhỏ nhưng mà có tiền là gửi ngân hàng. Dạ. Để dành hết. Đó, rồi có bao giờ em bật mí là em gửi được nhiêu cho mẹ biết không? Không, cái đó bí mật, từ từ nói sao đi. Từ từ, cây chiêu. Rồi á, thứ bảy chủ nhật á, nói này mình cũng nói thiệt nha. Đây là mẹ giá con mồ côi, chỉ có hai đứa con thôi. Thằng anh với lại em, thì hai anh em làm việc cơ quan nhà nước hết. Đứa nào cũng làm việc là tiền là cho gửi hết, để sau này lo tương lai. Mẹ già rồi, nhà mẹ có kinh tế mẹ riêng.
cho nên là đứa con nào cũng phải rè hết rồi. Dạ. Đứa con gái là cứ lâu lâu đi dạy nấu ăn, đi thi chỗ này chỗ kia là thấy thằng nhất thằng nhì mang bằng khen đem về. Quá thấy tự hào dàng. Gái mẹ là số 1. Quá dữ dàng là... luôn. Kiểu gì kiểu người Việt Nam của mình, đặc biệt là khi dựng vợ gả chồng cho con, mà nghe con gái mà đảm đang bếp nút là coi như rất khoái. Đúng không mẹ? Em nghĩ là chị này có vẻ hợp hay không? Có vẻ hợp, đúng không? Dạ. Em thấy là Quyết là làm về PT, thì bạn đó là dành về nấu ăn thì sẽ phù hợp với người dạy PT hơn. Sẽ phù hợp hơn, dạ. Đúng không? Dạ. Hồi nãy em nói là em thích cô gái nấu ăn đúng không? À, gái em biết nấu ăn không? Dạ có, nấu ăn ngon lắm anh. Ừ, được, tưởng chê là tới số. Ừ, tưởng chê là tới công chuyện cái tại đây liền. Nó bay qua nó quách một phát cái cảnh. Thưa quý vị, đó là bốn cô con gái cưng của bốn gia đình đã được giới thiệu qua hành động dễ thương cũng như những lời đầy tự hào, đầy tình cảm của các thành viên. Bây giờ để xem gia đình nhà trai sẽ lựa chọn như thế nào. Thời gian hội ý dành cho gia đình nhà trai bắt đầu. Quý vị khán giả, thời gian hội ý dành cho gia đình nhà trai đã hết. Để xem quyết định của mẹ nhà trai sẽ như thế nào. Mời kết quả của mẹ. Tôi xin dừng cuộc chơi với gia đình số 2. Ồ. Mẹ có thể cho chương trình được biết lý do vì sao không ạ? Theo tôi nghĩ, gia đình số 2 thì ít cái tiêu chí phù hợp với gia đình của tôi. Dạ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái trong khi cha mẹ của cô ấy thì ở nước ngoài. Dạ. Thành ra có vấn đề gì thì cũng không có thể qua lại trực tiếp để mà bảo ban cho các cháu được. Dạ. Cái thứ ba nữa là ông anh họ của cô dâu này chỉ mới có hai mấy tuổi thì cũng còn trẻ quá. Dạ, còn non nớt quá, thành ra cũng không có thể giải quyết được chuyện gì. Dạ, cho nên mình dừng cuộc chơi. Dạ. Dạ, tiếc quá. Có lẽ đó là cái quan ngại cũng đúng thôi. Tại vì nếu mà so với các bậc phụ huynh ngồi cái đó thì mình còn trẻ quá. Nhiều khi là không biết là nhà trai lo là mình có tư vấn hay là có bảo ban em được không. Vậy thì em nghĩ gì về quyết định này của nhà trai? Dạ, thưa cả nhà trai và anh Hiếu, thì thực sự là mặc dù là nhỏ nhưng mà sống xa gia đình từ bé thì thường là những người sống xa gia đình từ bé luôn nó có tính tự lập và rất là độc lập vào bản thân. Chính bản thân em còn cảm giác thật sự là lúc có lúc cần yếu đuối, giống như người diễn viên vậy đó, tùy tình huống chứ không phải lúc nào cũng yếu đuối. Lúc cần mạnh mẽ rất mạnh mẽ. Và thứ hai nữa là ba mẹ bên kia, nhưng đến lúc cần thì ba mẹ vẫn về. Không có nghĩa là ba mẹ bỏ con được. Với lại là cái đảm đang thì chắc chắn. Và BT và diễn viên gần như là giống nhau. Cái chế độ ăn gần giống nhau. Để có một cái vóc dáng đẹp, để có một cái khuôn mặt mảnh mai, để làm sao có một cái thân thể đẹp trước mắt cộng đồng hay là công chúng bất kỳ, thì phải có một cái chế độ ăn hợp lý. Thì diễn viên và BT gần như là ăn gần như giống nhau. Kiêng cử chỉ có những người BT và diễn viên mới biết điều đấy thôi. Thật ra nhà trai mình ở đây không phải việc lựa chọn loại là vì ghét bỏ hay gì cả, chỉ là ít tiêu chí phù hợp hơn thôi. Cho nên thì đó là lựa chọn rất tiếc thôi. Bây giờ để xem là khi em gái của gia đình số 2 xuất hiện tại đây thì em có chín chắn trưởng thành và em có đủ thuyết phục mình để mình giữ lại hay không. Thì chúng ta cùng chờ xem điều đó. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với cô em gái cưng của gia đình số 2. Xin mời. Ôi, xinh quá. Xin
quá, xinh đi. Ây da, mình ở bên trong chắc là nghe lý do mà gia đình nhà trai dừng cuộc chơi với mình rồi, đúng không? Dạ, dạ vâng. Mình có điều gì muốn biện minh hay là muốn phản bác lại không? Dạ, thiệt ra thì đa phần khi mà mọi người ở ngoài nghĩ đến cái công việc của em á thì cũng người lớn thì thường họ sẽ ít thích hơn. Nhưng mà em nghĩ là cái công việc này thì nó cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nên là em nghĩ là thật sự là mình không đáng để ra về. Không đáng để ra về, đúng không? Bên cạnh đó là việc ba mẹ mình định cư ở nước ngoài. Thì do là định cư nước ngoài rồi chương trình tổ chức mình đâu có sắp xếp cho ba mẹ về kịp được, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đang dịch bệnh như thế này nữa, cho nên là không phải là không muốn ba mẹ tới đây, phải không? Dạ. Thì bây giờ em có muốn nói điều gì với cô không? Dạ con chào cô ạ. Lời đầu tiên thì con cảm thấy là con trai cô rất là hợp với con. Và con hợp cũng... Hợp cô khoảng nào? Dạ đầu tiên là về ngoại hình là rất là kiểu đứng với nhau thì con nghĩ là rất là tương xứng với nhau. Chạy lên đây cho mượn cái. Chạy lên đây. Chạy lên liền cho mượn cái, đứng liền với con gái người ta để cho mẹ mình nhìn từ xa mẹ mình thấy dạ. Như thế nào. Rồi, cho mượn thôi nha. Chứ này là đã xong rồi nha. Xong rồi. Xong rồi. Cho mượn thôi. Dạ mẹ, mời mẹ nhìn ngắm. Được không mẹ? Mẹ nhìn đi, mời mẹ. Được không? Mẹ thấy được không? Thấy thì cũng được, nhưng mà tôi đã nói rồi, cái tiêu chí của hai gia đình nó không có hợp với nhau. Dạ, đó là do tiêu chí. Bây giờ nè, khi mà em đứng cạnh con gái nhà người ta, thì em thấy là quyết định dừng cuộc chơi của gia đình mình. Em có đồng ý hay không? Hay là em muốn giữ cô gái này lại hay không? Nếu như em muốn giữ cô gái này lại, em phải thuyết phục mẹ của mình để giữ cô gái này lại. Còn nếu em vẫn đồng ý theo ý kiến của mẹ, thì rất tiếc phải chia tay cô gái này. Cái này thiệt ra là rất là khó cho em. Nhất là muốn nghe lời của mẹ, muốn nghe lời mẹ. Là một người con có hiếu như con, như em thì thật là khó quá. Tại vì bạn nữ này cũng rất là dễ thương. Rất dễ thương đúng không? Dạ, rất là dễ quan thương. Trọng là trái tim em thôi. Nếu mà cảm xúc bây giờ cảm thấy là mình muốn giữ lại thì mình xin mẹ. Còn nếu mà cái cảm xúc chưa đủ để mình xin mẹ thì mình thôi. Mình gửi lời chúc cho cô em gái này thì mình chia tay thôi. Cho ba tiếng đếm. Một. Hai. Ba. Chắc em phải nghe lời của mẹ vì em tin tưởng. Em tin tưởng vì cách chọn con dâu của mẹ em. Cho nên em xin chia tay bạn nữ. Thật ra là anh rất là xin lỗi em. Em rất là xinh đẹp, cũng rất là giỏi giang, nhưng mà thực ra là không có hợp với tiêu chí của mẹ anh. Vậy anh thấy em có hợp với anh không ạ? Cảm nhận của riêng anh thôi ạ. Cảm nhận của riêng anh. Ra là có. Có hợp với em đúng không? Nhưng mà trước giờ là em là một người con có hiếu với mẹ. Cho nên dù hợp với em, em vẫn muốn hợp với mẹ em nữa, đúng chưa? Thực ra thì mẹ em có một cái tiêu chí về con dâu khá là cao, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của mẹ. Đúng rồi, anh đúng rồi. Cho nên rất là đáng tiếc, anh xin lỗi em. Chắc thôi, thôi về chỗ, trả lại, trả về vị trí cũ. Mình đã cố gắng hết sức, dạ. Tại vì rõ ràng là không có gì phải đáng trông chờ vào một chàng trai tìm vợ về cho mẹ. Dạ đúng rồi. Phải chưa? Dạ đúng rồi. Đứng đây miệng thì nói hợp với mình, đúng không? Mà vẫn không đưa ra quyết định. Thì thôi, mình xinh đẹp mà, mình còn rất nhiều cơ hội, phải không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi, mời anh trai của em đứng đây. Rồi. Có lẽ là em thấy màn tương tác giữa em gái của mình và chàng trai đó, cũng như lời khẳng định của nhà trai một lần nữa, vẫn là thấy không có những tiêu chí phù hợp. Em thấy như thế nào?
theo em thì em xin phép cô và bạn nhà trai và tất cả mọi người ở đây. Nói thật thì em gái của em rất xứng đáng. Có thể gọi là không biết là tiêu chí của cô như thế nào, nhưng mà với em thì rất là xứng đáng để có một người đàn ông như bạn kia đi. Thật sự là em chỉ đơn giản thôi. Xuất phát mọi người đến với nhau đó là sự rung động và con tim của mình. Nên thành ra là bạn ấy chỉ cần rung động thôi. Thời đại 4.0 rồi, nên chúng ta là cũng có thể là mọi thứ nó có thời gian để giải quyết được cái vấn đề có thể dung hòa hay không. Em của em là thật sự là tất cả những yếu tố cô nói là em còn có. Chỉ khác là không biết cô cảm nhận như thế nào mà lại bảo em có không có gì. Vâng, nãy bạn ấy có nói hợp, nhưng mà đến bây giờ vẫn không thể nào chắc chắn. Thì bạn ấy suy nghĩ của em thôi nha. Còn mọi người cảm nhận sao thì em không biết. Chỉ đơn giản bạn ấy không xứng đáng với em gái của em, và cũng không xứng đáng đến cái chương trình tình yêu như thế này. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất, chúng ta là đàn ông, chúng ta là một người con trai, chúng ta là một người bản lĩnh, chúng ta đã nói hợp, nhưng chúng ta lại vì một cái gì đấy e dè. Thì đấy, em nói thẳng luôn, không xứng đáng một cái chữ gọi nghĩa là đàn ông. Gia đình nhà trai nghĩ sao về điều này? Thưa anh, nếu anh nói không xứng đáng với đàn ông thì em nghĩ cũng không là đúng. Bởi vì gia đình thì đương nhiên cần sự hòa hợp giữa mẹ và con dâu, đúng không? Thì với lại có phần là của em nữa. Nếu mà sự... Anh xin cắt ngang em, người e ấp đầu gối với em là ai? Có phải là người đàn ông với em không? Hay là mẹ của người đấy? Nhưng mà khoan đã anh, nếu mà anh nói về e ấp thì đương nhiên là mối quan hệ nó phải tốt đã anh. Bây giờ anh yêu một người, mối quan hệ có thể anh thời yêu gian một có thể người, thay đổi, nhưng mà anh không thể bỏ gia đình của anh được. Gia đình của anh thì sao? Ai là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn? Anh chưa bao giờ anh nói là anh bỏ gia đình. Nhưng cái vấn đề của em, người ba mẹ cũng sẽ đến tuổi, đến lúc cũng phải ra đi, cũng là lúc về một sớm chiều. Thì người cùng tay ấp em là người em yêu thương nhất, chứ không phải là cái vấn đề ba mẹ. Thời đại 4.0 rồi em ơi, không phải thời đại của những cái gì đó rất là xưa. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cái đấy xưa rồi nhá. Thì em đồng ý với anh là không phải là thời đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà cái ở đây là mới chỉ hợp nhau thôi, không đồng nghĩa với việc là sau này sẽ tiến tới yêu đương hay là gì hết. Nè, cho tôi ngắt lời một cái. Ở đây cái vấn đề quan trọng là tôi thấy hình như là bố mẹ của cô bé này không có mấy quan tâm đến cái hạnh phúc của con mình. Đáng lý ra trong một cái trường hợp mà quan trọng như thế này, bố hoặc mẹ của cô ấy ít nhất phải có một người về đây để mà gặp suya của mình. Còn cái này tôi thấy rõ ràng là chỉ đưa ra một con cái ông xin anh nói còn với nhỏ cô tuổi là như vậy. Như nãy thì... anh Hiếu anh có nói là gia đình có không kịp về và bây giờ dịch không thể nào về được. Nhưng mà anh, ý của mẹ em nói là ít nhất cũng phải tìm một người lớn tuổi, lớn đứng tuổi hơn để nói chuyện. Tỏ ý tôn trọng bên nhà trai chứ không thể để cho một cái con thì nhỏ tuổi như thế này để mà ra con rất là ít tuổi. Nhưng con và em gái con cũng lăn lộn rất là nhiều. Bản thân con cũng có gia đình nhưng con thích sống cuộc sống tự lập và lăn lộn. Hai anh em gần như là dựa vào nhau là nhiều. Thật sự là có gia đình nhưng gia đình con cũng rất là coi em gái con như em gái của mình. Thật ra có lẽ là nhà trai ở đây mong muốn là sẽ có một sự tương xứng về tuổi tác hay là về vai vế để có thể dễ dàng trò chuyện với nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Thật ra cũng đúng, tại vì do cái độ tuổi của mình á, mình còn quá nhỏ, thậm chí là em cũng ngang tuổi với nhà bên đây. Em ngang tuổi với con trai nhà bên đây thì đôi khi với tuổi trẻ của mình á, mình hay tôn vinh nên sự lựa chọn của mình, sự ham muốn của mình nhiều hơn. Còn người lớn người ta nhìn xa trông rộng hơn. Đối với người lớn người ta nhìn xa hơn, không phải là nhất thời. Còn mình thường là yêu là cứ cưới, hoặc là thích thì cứ nói, mến thì cứ đến. Mình thường là như vậy. Nhưng mà thường góc nhìn của những người làm cha làm mẹ luôn luôn họ tìm những thứ phù hợp ở một quãng đời xa hơn, chứ không chỉ là nhất thời. Cho nên anh Hiếu xin được can thiệp là những điều em nói cũng có ý đúng, nhưng mà bên nhà trai quan ngại cũng có ý đúng. Chỉ đơn giản chỉ là mình chưa tìm thấy sự phù hợp với nhau mà thôi. Cho nên thôi thì hy vọng đây sẽ là một cái cơ duyên, cũng như là một cái sân chơi cho những người trẻ.
Vậy thì anh mong rằng là những người trẻ cứ tiếp tục giữ vững cái quan điểm của những người trẻ, để mình được sống, được yêu, được học tập, được làm việc theo sở thích và đam mê của mình. Nhưng đâu đó mình vẫn tôn trọng những quan điểm của những người lớn, tại vì họ đã có trải nghiệm và chính trải nghiệm của họ là câu trả lời hùng hồn nhất cho những sai lầm của tuổi trẻ. Cho nên thôi thì rất tiếc mình sẽ chia tay tại đây nha. Chúc cho hai anh em sẽ có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, không có buồn. Mình coi nhiều cơ hội bên ngoài nha. Một tràng vỗ tay. Cảm ơn anh Hiếu và cảm ơn gia đình nhà trai. Nói chung là mỗi người một quan điểm. Dạ, coi như là duyên chưa đủ thôi. Đúng rồi, duyên chưa đủ ha. Rồi, xin chào hai anh em. Xin mời. Thưa quý vị, rất tiếc phải gửi lời chia tay đến một gia đình. Và không sao, chúng ta còn 3 gia đình để cùng đến với vòng 2 mang tên Trái tim chân thành. Ở vòng 2 này, 3 cô gái sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim chàng trai. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Chúng ta cùng gặp gỡ ngay với cô con gái của gia đình số 1. Xin mời! Xinh quá đi! Mời em đứng đây với anh Hiếu. Em thấy vòng 1 căng thẳng không? Dạ có. Hồi hộp ha? Dạ đúng rồi. Nảy lửa luôn. Xin mời Bá Quyết xuống vị trí này. Đứng gần anh Quyết thấy sao? Dạ thấy cũng rung quá anh ơi. Cũng rung quá anh ơi là sao? Nhưng mà cũng... thấy ngoại hình này phải gu em không? Dạ cũng chắc đúng gu em rồi đó anh. Cũng đúng gu em phải không? Cái quan trọng anh muốn hỏi như vậy để mình cố gắng mình nỗ lực. Tại dạ. vì đối với anh nha, phù hợp cái này phù hợp cái kia không quan trọng bằng đúng gu. Dạ. Tại đúng gu là cái mà làm mình cảm thấy thích nhất, mình cảm thấy mong muốn ở bên nhất, phải không? Dạ. Ráng chinh phục 2 phút dành cho em, bắt đầu. À, sở thích của anh là gì? Anh sở thích của anh là thể thao, đá banh và tập gym. Tập. Không, ngoài ra thì anh còn thích nghe nhạc nữa. Em thì chỉ biết buôn bán hàng trên mạng rồi nói chung cũng không có làm nhiều việc gì mấy á, cho nên là cũng không biết là có đúng sở thích với người khác không nữa. Vậy em nhưng cũng... mà việc nhà thì bếp núc thì em cũng đảm đang. Con không có biết mẫu người của mẹ là người đảm đang về mọi thứ, nhưng mà con nghĩ là con có thể chăm sóc cho anh Quyết, thì mong mẹ có thể chọn con. Hình muốn rớt tim ra ngoài thưa quý vị. Còn giây cuối cùng cũng dạ. nói được một câu có vẻ có sức thuyết phục ha. Dạ. Con sẽ chăm sóc cho anh Quyết được đúng không? Dạ. Mong mẹ chọn con. Thật sự người mẹ nào á cũng đều mong muốn là khi con trai mình trưởng thành nó sẽ có một người con gái tiếp theo để chăm sóc cho con mình. Dạ. Ngay bây giờ thì mẹ của cô gái nhà số 1 này cũng sẽ có 1 phút vào cuộc nha mẹ. Quyết chiến nha mẹ. Mẹ nghe con gái mẹ nói rồi đó. Gu của em. Cho nên 1 phút dành cho mẹ. Xin mời. Hôm nay thì có cái dịp này để bên nhà trai với nhà gái thì hai cháu được dịp gặp nhau. Nói chung là cái phút ban đầu gặp thấy là cũng có cái nhiều cái nó cái hợp rồi. Còn nếu mà để tìm hiểu thêm thì cũng phải có thời gian. Thì không biết là ý bên nhà trai như thế nào. Riêng bên nhà gái thì thấy hai đứa rất là hợp. Đó mà nói chuyện với nhau thấy cũng hình như cũng có tình cảm rồi đó. Tôi thì tôi thấy hai cháu thì nó cũng dễ thương mà thôi để cái vấn đề đó để tôi cân nhắc lại nha chị. Dạ.
để mẹ đỡ phải lấn cấn thì hai em đứng gần vào nhau để cho mẹ xem lần nữa. Mẹ đeo kiếng lên mẹ, lúc này là mình phải súp bà soi nha mẹ, đeo kiếng lên, ổn không mẹ? Được ha, hai đứa nó trao đổi với nhau cũng dễ thương. Cái còn lại chỉ cần mẹ tạo điều kiện nữa thì hai em sẽ có cơ hội đến với nhau để xem hai em có phù hợp với nhau hay không ha. Cố gắng lên và chúc em may mắn và dạ, có mặt trong vòng sau. Dạ em cảm ơn. Dạ, vào trong. Dạ. Thưa quý vị, đó là cô con gái cưng của gia đình số 1. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ cô con gái cưng của gia đình số 3. Xin mời. Lên đây em gái. Nãy giờ bên trong chắc mình lắng nghe hết tất cả những gì diễn ra đúng không? Dạ có. Có hồi hộp, có mong muốn bước ra sân khấu liền không? Dạ có. Có đúng không? Tại vì sao? Dạ tại vì thông qua màn ảnh con nhìn với các mẹ từ cái lúc mà biểu diễn, tụi con làm nghề gì, con thấy là cái không khí trường quay nó rất là vui ấy. Rất là vui. Và con cũng cảm thấy là mẹ của bên bạn trai nhìn cô cũng rất là có thiện cảm. Dạ. Nên là con cũng rất là hồi hộp khi mà vòng một không có biết là có bị loại hay không. Nhưng mà con đầu tiên con cảm ơn cô bởi vì con đã tiếp tục vô vòng 2 này. Dạ, dễ thương quá. Thôi thì bây giờ hai em sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau, rút kinh nghiệm từ những người chơi trước để mình có thể gửi những lời chân thành cho chàng trai này và thuyết phục cả mẹ nữa nha. Rồi, 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em có nghe anh là BT và em cũng nghe là cô rất là thích những người mà biết nấu ăn. Đúng rồi. Thì em cũng biết nấu ăn đấy, nhưng mà em thích cái việc mà cả hai người cùng nấu ăn hơn là cái việc nấu ăn lại chia sẻ riêng cho một bạn nữ. Anh nghĩ sao? Anh thấy điều đó là bình thường, vì cả hai người đều nấu ăn, đều làm công việc ở nhà thì anh thấy điều đó là ok. Con chào cô. Con muốn nói với cô là con cảm thấy là giữa con và anh có những cái suy nghĩ khá là hợp nhau, nên là con mong cô có suy nghĩ xa hơn và con ạ. Con cảm ơn cô. Rất là canh giờ nha quý vị. Đặc biệt là nhớ cái ý hồi nãy Hiếu chia sẻ, chắc là trong vòng 2 cô nhìn xa hơn đúng không? Chứ cô không có chọn nhất thời, cho nên là đánh ngay trọng tâm. Mong cô có những suy nghĩ xa hơn. Được hả mẹ ha? Dạ, bây giờ xin mời mẹ của gia đình số 3. Chúng ta cũng sẽ có 1 phút để góp thêm những lời chân thành dành cho gia đình nhà trai, để thuyết phục nhà trai. Xin mời mẹ. Dạ, chào chị. Cái bức nhìn đầu tiên của tôi là tôi thấy cháu Quyết thì tôi thấy là nó hợp với con gái tôi. Thứ hai nữa là chị thì tôi cảm thấy gia đình rất là nề nếp, tôi thấy rất là thích. Rồi con gái tôi thì từ nhỏ đến lớn thì nó chỉ là lo đi học, đi làm, tự lo cho bản thân. Nhưng mà nó rất là thương cha mẹ, thành ra là nó cũng chưa có người yêu. Tôi cảm thấy là bây giờ lên đây là tôi thấy hai đứa rất là hợp luôn đó. Thì mình là người lớn, coi như là thời đại 4.0, nói gì nói với mình cũng phải là hợp với nhau. Rồi hai đứa nhỏ nó hợp thì mới là nó sống đời với nhau được, phải không chị? Thật ra con tôi nó rất là giỏi, là mong mà chị và tôi đồng ý cho hai cháu nó nên tìm hiểu nhau để mà nên duyên ha. Khoan, chị cho tôi hỏi, trong nhà thì cháu nó cư xử với gia đình như thế nào? Nó rất là ngoan đó chị. Để đi học, đi làm xong giờ về ở nhà thôi, chứ không có mà đi chơi. Dạ, đó. Hết giờ. Mình có thêm phút thôi, cho nên là với những thông tin đó, hy vọng là giúp cho nhà trai sẽ cân đối lại những ưu và khuyết của các gia đình để chúng ta bắt đầu đưa ra quyết định nha. Cảm ơn em rất nhiều, chúc em may mắn vào vòng trong. Thưa quý vị, đó là cô con gái cưng của gia đình số 3. Bây giờ còn một cô nàng nữa chưa xuất hiện. Cô ấy ra sao? Cùng chào đón cô con gái của gia đình số 4. Xin mời.
Chào em. Chào anh. Nghe nói là nhiều giải thưởng về nấu ăn lắm đúng không? Dạ. Sơ sơ bao nhiêu bằng rồi? Dạ, em mới đi thi à, chắc được 5 bằng rồi anh. Mới đi thi mà chắc được 5 bằng rồi đó. Được quá. Em có hay chuyên về chế tạo hay là chế biến những món ăn nó healthy và balance chút xíu không? Dạ, cái đó thì lâu lâu em mới khám phá em làm thử anh. Còn bình thường thì em làm không có khuôn khổ gì hết. Tự do những cái món ăn em nghĩ ra. Nghĩa là mình luôn luôn không tìm kiếm những công thức cũ. Dạ. Mình khám phá, mình sáng tạo, em thấy sao? Em thấy bạn rất là giỏi. Thú vị đúng không? Thú vị. Vậy thì ngay bây giờ để xem 2 phút sẽ diễn ra như thế nào. Nhớ nha, những lời chân thành. Dạ. Dành cho chàng trai này và cả gia đình. Thời gian xin mời. Dạ. Anh ơi, anh có thích nuôi động vật không anh? Như là chó chẳng hạn. Anh rất thích nuôi chó và mèo luôn. Dạ, vậy anh có thích đi phượt không anh? Phượt thì anh cũng thích nhưng mà anh chưa bao giờ anh đi. Dạ, thì em đã đi rất là nhiều nơi rồi. Nếu mà anh có thời gian thì em tình nguyện làm hướng dẫn viên cho anh đến những nơi đó. Vì Việt Nam mình rất là xinh đẹp, rất là nhiều nơi mà anh còn chưa biết tới. Em nói vậy chắc là em cũng đi phượt nhiều đúng không? Dạ, tại vì em cũng có tham gia một số phong trào ở địa phương nên là em hay tiếp xúc giao lưu với mọi người nên đi đến các nơi nhiều. Vậy em đi được phượt được mấy tỉnh thành trên cả nước? Dạ, đa số là em đi hết miền Tây rồi miền Trung rồi em chỉ còn thiếu là dãy nước miền Bắc của mình đó thôi. Anh thì chưa bao giờ anh đi phượt. Dạ. Tại vì anh công việc của anh thì nó cũng quần vật ngày qua ngày vậy đó. Đi sớm về khuya cho nên anh không chưa có thời gian để vượt. Em thấy là anh ở một chỗ thì đôi lúc mình cũng cần phải khám phá thêm cái thế giới thiên nhiên bên ngoài. Nó đẹp biết bao nên là mình thử trải nghiệm một lần đến nơi đó. Anh cũng nghĩ là anh sẽ thử. Dạ. Con chào cô, thì con là một người nói nhiều nhưng mà lời con nói ra là con nói được là con làm được. Vì những gì con nói là điều cam kết là con sẽ về, con sẽ chăm sóc gia đình trọn vẹn. Dạ, hết dạ. Thưa quý vị, đó là 2 phút của con gái gia đình số 4. Bây giờ, phụ huynh của gia đình số 4 sẽ có thêm 1 phút nữa để thuyết phục gia đình nhà trai. Dạ, xin mời mẹ, nhập cuộc mẹ. Quyết liệt nha mẹ. Chiến đấu tới cùng. Chị, thấy giờ hôm nay là mai hiếm có chị. Thế nó cũng đủ duyên á. Thế hai đứa nó cũng xứng đôi vừa lứa. Thế mình làm xui chị. Làm xui chị. Chứ nói thiệt với chị á, là con gái mình á giỏi lắm, đa tài luôn á chị. Chị thấy nó vậy á, chứ mà nó cái gì nó cũng biết làm hết trơn á. Vừa đi làm việc cơ quan là năm nào cũng có bằng khen đem về. Rồi á, đi nấu ăn cũng có bằng khen. Rồi đi chơi bạn bè đứa nào cũng thương hết trơn à. Bạn trai bạn gái cũng có nhiều lắm. Thứ bảy thì chủ nhật là còn đi thêm á, là cái vụ mà tổ chức đám cưới rồi cho người ta. Là chỉ dịch vụ đó. Đúng rồi á, coi như đa tài á. Dạ rồi, 100 vỗ tay. Cảm ơn mẹ rất là nhiều và cảm ơn em. Chúc cho em sẽ gặp nhiều may mắn để có thể có mặt trong vòng trong nha. 100 vỗ tay thì gửi lời chào đến em. Thưa quý vị, như vậy là lần lượt 3 cô con gái cưng của 3 gia đình đã xuất hiện tại đây và gửi những lời chân thành đến cho gia đình nhà trai. Bây giờ là lúc mà gia đình nhà trai phải đưa ra quyết định xem họ phải buộc dừng cuộc chơi với gia đình số mấy. Thời gian hội ý dành cho nhà trai bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy thời gian hội ý dành cho gia đình nhà trai đã hết. Chúng ta cùng xem quyết định khó khăn tiếp theo mà nhà trai buộc phải đưa ra đó chính là gì. Xin mời quyết định của cô ạ. Khó rồi hả? Dạ. Tôi xin quyết định đòi gia đình. Thank you.
số 1. Số 1. Dạ, chắc chắn là phải có lý do để nhà gái dạ. được tỏ. À, thứ nhất là cái bán hàng, cái nghề nghiệp của cháu là kinh doanh bán hàng online, thì nó không có phù hợp mấy với lại cái gia đình của tôi. Dạ. Cái thứ hai nữa là bố mẹ, mẹ cháu mất sớm quá. Bây giờ có những cái vấn đề gì thì chúng tôi cũng không có thể nào mà hội ý với người lớn được. Coi như cũng cần có cái sự tương tác giữa hai bên cha mẹ. Dạ. Thành ra, chứ còn nói đúng ra thì cháu cũng rất là dễ thương. Dạ. Tôi cũng tiếc, nhưng mà cái tiêu chí của hai bên gia đình thì cần phải cho nó dạ. rõ ràng tí. Còn điều gì nữa không ạ? Còn một điều nữa là cái tuổi tác. Cháu bên đó 27, con tôi mới có 25. Mà sau này, thí dụ mà hai con đó có, nó có con cái với nhau rồi, phụ nữ sẽ mau già lắm. Và lúc đó là nhìn nó không còn tương xứng nữa, nhìn chắc chắn là cháu nó sẽ già hơn ông xã nó rồi. Là cái vấn đề đó thấy nó cũng không có phù hợp lắm. Dạ, đó là quyết định của gia đình nhà trai. Nhà gái mình thấy sao ạ? Nghe chị nói vậy thì chị cũng như là chị có một cái thành kiến gì đó về những người bán hàng online. Nhưng mà theo bên phía tôi á, thì bây giờ thời buổi bây giờ là kinh doanh online là rất là phát triển. Đó là mình đã áp dụng cái công nghệ 4.0 vào để mình kinh doanh. Mình ngồi ở nhà, thứ nhất là mình sẽ không mất nhiều chi phí để thuê mặt bằng, hoặc là mình không phải chạy tới chạy lui nhiều. Nhưng mà cái thu nhập của mình bây giờ, nếu ai áp dụng kinh doanh online thì sẽ có thu nhập rất là nhiều lần so với hồi xưa, cho mình không phải mất sức nhiều. Còn mà có thể là chị thấy là cái mẫu dâu của chị thì tôi thấy là hơi là truyền thống, là phải công dung ngôn hạnh đầy đủ hết. Nhưng mà bây giờ tôi thấy là một mà phụ nữ bây giờ á, chỉ cần là ví dụ như không có ai mà giỏi toàn diện hết, mỗi người đều có một cái thế mạnh riêng, và mình phát huy cái thế mạnh đó để mình áp dụng vào cái cuộc sống của mình nó tốt hơn. Ví dụ như người mà làm kinh tế tốt thì mình sẽ dùng cái kinh tế đó, ví dụ như mình thuê người làm việc nhà, thuê người nấu ăn, hoặc là sau này có con cái thì cũng có người là giúp mình. Nếu mà kinh tế mình mà ổn định thì mọi thứ sẽ ổn định hết vậy ạ. Đó. Và cái vấn đề về tuổi tác nữa là chị nói là con gái mà hơn thì sau này là sẽ già hơn, thì vấn đề nó cũng đúng. Nhưng mà hồi xưa ông bà nói là gái hơn 2, trai hơn 1, rất là hợp chị ạ. Đó, không biết là chị nghĩ sao chứ tôi thấy là cái vấn đề đó là hợp. Thật sự thì tôi cũng không có ác cảm gì với cái ngành bán hàng online đâu. Nhưng mà hả, tại vì cảm thấy là hai cái tính cách của hai cháu nó không có được phù hợp lắm. Ngồi kinh doanh online thì nghĩa là lúc nào cũng tính toán, ngồi một chỗ tính toán rồi. Còn trong khi thằng con tôi thì nó cái tâm hồn nó có vẻ nghệ sĩ, nó lãng mạn hơn. Thành ra sợ là cuộc sống của nó sau này nó không có phù hợp lắm, nó không được hạnh phúc vậy chị. Dạ, rất tiếc phải không ạ? Yeah. Dường như là mình cũng không có đồng thuận lắm với quan điểm của nhà trai. Nhưng mà tiếc là trong cuộc chơi ngày hôm nay thì nhà trai là người đưa ra quyết định. Cho nên thôi thì tùy duyên phải không mẹ nhà gái? Dạ đúng. Rất là tiếc. Cho nên chúng ta sẽ mời cô con gái của gia đình số 1 trở lại sân khấu cùng mẹ của mình. Xin mời ạ. Mẹ xuống đây mẹ. Hay, thật sự rất là tiếc. Em nghe lý do dừng cuộc chơi với mình rồi đúng không? Dạ. Thì em có đồng thuận hay không đồng thuận với quan điểm đó? Dạ, em nghĩ cho khi mà quen nhau thì 25 tuổi hay 27 tuổi thì cũng giống nhau thôi. Tại vì hồi xưa là nhất gái lớn 2, nhị dạ, trai lớn 1. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi, nhưng mà em thấy gia đình số 4 cũng 25 tuổi. Thì em thấy chị đó cũng ngang ngửa với em thôi. Chứ đâu à, có... nghĩa là về sắc vóc hay đúng sao? Rồi, đúng rồi. À. Chứ đâu có tới mức mà như gia đình bên kia nói là hơi già. Dạ. Cho nên mình cũng thấy có gì đó nó lớn cấn hả? Dạ đúng. Vậy thì không. Chắc là không đủ duyên như là anh nói đó. Dạ đúng. Đúng không? Nói chung dạ, không ai đúng không ai sai. Dạ. Đối với anh Hiếu là vậy, chỉ là quan điểm về tình yêu mình khác nhau. Dạ. Cho nên mình không có gặp nhau được ở một điểm chung nào đó thôi. Thôi thì chúc mẹ và em nhiều sức khỏe. Và cô gái mẹ rất là xinh, mẹ yên tâm rất xinh. Mẹ
cũng quá là tuyệt vời. Chắc chắn là mình sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong tương lai nha. Dạ. Một tràng vỗ tay để gửi lời tạm biệt đến gia đình số 1. Dạ em cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy là từ 4 gia đình, sau vòng 2 chúng ta chỉ còn 2 gia đình xuất sắc nhất. Chúng ta cùng đến với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai cô gái còn lại sẽ đem đến chương trình hai kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình Thông Gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất, khi gia đình của hai cô gái kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con gái của họ xứng đáng được gia đình chàng trai lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình chàng trai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, chọn gia đình cô gái nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, chàng trai của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, các gia đình chúng ta đã vào vị trí rồi. Bây giờ cùng đến ngay với món báu vật của gia đình số 3. Dạ. Dạ. Cụ thể đây là cái gì? Đó là... Cảm ơn em. Thưa quý vị, chắc là chúng ta cũng đã nghe về câu ăn khế trả vàng, may túi ba gang, mang theo mà đựng. Dường như Hiếu cầm cái túi này, cầm thử sờ. Đó, đó, giống như anh nghĩ không? Em thấy vàng. Đúng không? Đúng không? Không chỉ một món, hai món, ba món mà là một túi, thưa quý vị. Quá dữ, quá dữ. Hiếu xin mang chiếc túi này về cho gia đình nhà gái. Để lại cho mẹ và em. Thưa mẹ, nãy giờ chúng con sờ mà chưa có mất mát gì đâu nha. Vẫn còn nguyên vẹn, mẹ yên tâm. Thật sự á, cái túi này á, nó rất là nhiều ý nghĩa. Dạ. Tại vì á, hồi nãy giờ em nói là nó đựng rất là được nhiều, nhiều thứ lắm luôn. Dạ đúng. Mà nói cái câu châm ngôn của ngày xưa là ăn khế trả vàng, đúng. Đúng luôn là hả mẹ? Là coi như là cái túi ba gang đựng bao nhiêu cũng đâu có hết. Bao nhiêu cũng được. Ừ. Dạ. Như vậy thì là ở đây mình đựng không phải là vàng bạc hay là những cái gì, coi như cái gì cũng đựng được, nhưng tình cảm đựng vào coi như là đông đầy. Thành ra là ý nghĩa của cái túi này á, mình đem đến cho nhà trai á, là mình muốn là cái tình cảm á, nó sẽ được cột chặt vào cái túi này. Dạ. Nhưng mà cho Hiếu hỏi một câu này thưa mẹ, cho Hiếu hỏi để xác tín một câu này. Trong chiếc túi đó hình như là vàng, phải không ạ? Túi này á, thì thật sự là nó nhiều thứ trong đây lắm. Dạ. Thành ra là nếu mà được á, thì hai bên mình có thể là cho hai đứa nhỏ nó hòa hợp với nhau, thì trong đây bí mật là bên nhà trai sẽ biết. Có thể mở ra nha. Dạ, dạ. Lấy một món ra, lấy một món tượng trưng ra. Mình tượng trưng cho nhà trai xem. Yeah. Đúng vậy thưa quý vị. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Quý vị thấy chưa? Hồi nãy Hiếu sờ vào là Hiếu hết hồn liền. Rất là nhiều món ở trong đó thưa quý vị. Quá là tuyệt vời. Và có lẽ nhà gái khéo đến mức độ mà không hề nói đến vật chất, mà đang nói về một chiếc túi giống như chiếc túi ba gang trong truyền thuyết, để có thể chứa đựng rất là nhiều thứ trong đó, chẳng những là vật chất mà còn là tình cảm. Và cái câu hay nhất đó chính là bao nhiêu cho đủ. Nếu như không có nhau thì không bao nhiêu là đủ hết. Phải không mẹ? Quá là tuyệt vời và ý nghĩa. Nhưng để xem món báu vật của gia đình số 4 là như thế nào, có thể cân đo đong đếm với gia đình số 3 được hay không? Xin mời báu vật gia đình số 4.
Ây da, căng à. Ca này là bên tám lạng người nửa cân. Chúng ta cùng xem đây có phải là món báu vật, là một chiếc hộp đựng đồ trang sức hay là một cái cà mên. Đó là... Cảm ơn bạn rất là nhiều, người đàn ông bí mật. Chú sẽ mang về trả lại cho nhà gái. Dạ, trả lại cho mẹ và em. Mời mẹ và em trình về nhà trai, xin mời. Thấy hai con nãy giờ là thấy cũng xứng đôi vừa lứa á chị. Em cũng biếu tặng cho chị cái này với là hai con cơm no áo ấm đầy tràn đầy như ba cái hũ này. À, làm xui em đi chị, gái em số 1 đi chị. Còn bà mà chịu thua tôi tặng cho bạn cái mẫu con su. Tôi tặng cho bạn cái mẫu con su. Nè, tôi nói bà nghe nha. Nội đi chơi thôi mà cầm vô đây thôi. Vàng bạc không lại gì, làm gì? Không có thiệt bà, vàng bạc thì tôi nói thấy không? Tiền tiền bạc bạc vàng vàng càng thâu cho lắp lại càng khổ thân, còn tôi làm bỏ rảnh là khỏi. Toàn là công nhân làm không, gia đình tôi không có đụng ngón tay luôn. Tôi nói thiệt bà, lâu lâu tôi chỉ ra là chuyển khoản đem về, tôi cho rễ tôi tha hồ. Bà chưa thua đi, cho mẫu con su. Nói rồi, nói đi con. Dạ, con xin cắt ngang lời của hai mẹ một tí. Nếu như cô cũng nói là vàng vàng bạc bạc không có nghĩa lý gì hết, vật chất nó không quyết định được tình cảm, thì một mẫu cao su đó nó không phải là điều kiện để mà nhà con có thể nhân nhượng được. Con cảm ơn cô. Trời, từ chối một mẫu cao su luôn. Nói nghe nè, tôi cho thuê mỗi tháng nó cứ gom tiền nó gửi thì tài khoản tôi mất gì mà tôi phải lấy thì đó cao su. Ừ thì nhiêu đó là bà một mẫu cao su rồi biết giờ bán được nhiêu không? Không, tôi mà tôi không là có làm thôi. Tôi mất gì mà lấy cái mẫu cao su của bà. Nhà bà nữa là bên đây nè. Mấy chiếc xe du lịch tôi còn chưa nói ra. Nhà tôi mấy chiếc xe du lịch. Con gái tôi cái nhà, hàng trai tôi cái nhà. Tôi cái nhà bà biết không? 10 mẫu con su. Ăn mà suốt đời ba mà người bà nữa. Có ba cái nhà. Bà chịu đi, tôi cho bà mẫu con su bà xài. Nói cho bà biết. Ba người nhà bà có ba cái nhà. Nhà lâu nhà bà. Nhà tôi á 4 người mà tới 10 cái nhà là ừ, 10 cái nhà. Bà nãy bà nói tôi con cái giờ 10 cái rồi. Thôi, thua đi. Thôi, chị làm xui em chị. Xui. Nè. Bà nhìn thấy đi. Con nha con. Bà nhìn thấy đi, con gái tôi nha, 22 tuổi. Anh Quyết 25 tuổi nó xứng nó chết luôn. 25 với 25. Ta xứng đâu vừa lứa còn 22. Gái bà nó làm cái nghề đó tôi nói thiệt bà không bằng gái tôi đâu. Nè. Gái tôi nó làm á bà biết không? Vừa làm thư ký kế toán nè, ngân hàng đủ thứ nè. Mai mốt hả? Nó lên nó vượt nó bay dù dù, nó lên nó vượt nó bay dù dù, nó lên nó vượt nó bay dù dù, chứ không phải như con bà còn đang học máy bay đâu mà. Ê, không không nha, con gái tôi đi dạy nha, cô giáo dạy tiếng Anh nha. Rồi nó làm đen sờ nha. Rồi nó thật sự là tôi nói bà nghe ơi. Nha con gái bà đó là nó không có hợp vì nó không có chưa biết cái ai hợp hay không. Quyết nó quyết định với bà cũng chưa quyết định được đâu bà. Bà làm sao bà quyết định được hợp chứ không hợp, phải không con? Do hồi nãy là tôi thấy hai đứa này nó hợp lắm luôn á. Không trời, ta dày như vậy mới hợp, con gái bà có tí teo à. Giờ làm gì? Hồi xưa tôi cũng tí teo mà bây giờ tôi bự vậy đó bà biết nè. Hồi xưa tôi cũng tí teo mà bây giờ tôi bự vậy đó bà biết nè. Nó chuyện bình thường. Không, gái bà tôi nói thiệt. Con gái tôi nè, mới xứng đâu vừa lúa giống y má chồng nó thấy chưa? Trời ơi, cứ lớn con nè, thấy chưa? Em chồng nó cũng lớn con, còn gái bà cứ tí teo à. Bà thấy không? Làm lại đâu cảm bà tôi ơi. Với bà xui là nhường đi ra cái bằng áo đen luôn. Ủa tôi nói bà chịu thua đi, bà chịu thua đi, cái khán đài này giảo tay rầm 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 luôn, tôi cho bà mẫu con su. Bà thấy chưa? Nghĩ sao vậy trời, tối ngày nấu ăn nó đen đúa hết, còn con tôi sao đứng nó dạy tiếng Anh. Ta cô đi ơi không? Con nấu ăn nhưng mà con vẫn hoạt động ở ngoài mà cô, con đâu có phải là suốt ngày trong bếp đâu. Ta dạy nấu ăn bà ừ, ta dạy nấu ăn, ta có bằng cấp. Dạy không vô nấu hả? Không, dạ nấu ăn chứ cô. Dạy đâu, đứng con... chỉ tay năm ngón không à. Ta nói là năm ngón không bà ơi, không có làm đâu. Không có phụ nữ nào xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. À? Con vẫn biết chăm chút ngoại hình cho con mà cô. Ủa, nấu ăn là làm đẹp sao con? Nhưng mà thật ra đó con gái con nó vừa đi dạy ha. Rồi nó dẫn nó làm gì nói luôn con. Nói phụ mẹ con gì hay con phụ gì. Ôi trời hết thân rồi. Dạ, con... Bé còn đi học có thời gian đâu mà chăm lo cho gia đình con. Bé nó còn đi trong học khi con vẫn có thời gian làm giờ hành chính xong về rồi con vẫn ở nhà mà.
Dạ, em tuy là tuổi nhỏ em còn đi học, nhưng mà không chỉ có việc học, em còn vừa đi học mà vừa có thể đi làm xung quanh, mà trong khi đó em vừa có thể chăm lo cho gia đình. Nếu như vậy thì không thể nào em có nghĩa là em có thể làm chu toàn hết mọi việc như vậy, thì tại sao em không thể đầu tiên có bạn trai trước và từ từ từng bước tiến tới sau có hợp hay không. Và cái vấn đề mà nấu ăn, nấu uống, giống như hồi nãy em đã nói với bạn là cả hai cùng nấu ăn, có thể là em biết nấu nha, có thể em sẽ nấu không ngon bằng chị, nhưng mà hai tụi em nấu chung với nhau nó sẽ vui hơn là chị là một người nấu. Tôi nói là tôi đem này là tình cảm đông đầy đó, bà biết rồi. Lúc nào cũng biết vun đắp cho gia đình, còn em thì bận đi học rồi lo chuyện bên ngoài nữa. Em có đảm bảo khả năng để lo cho gia đình bên chồng không? Nè con, mình quen nhau mà chị đó. Nghĩ là nhìn em là chắc không muốn làm dâu đâu, chắc không ở chung với ba mẹ chồng được đâu. Không, nếu mà làm dâu là chuyện nhỏ, còn cái này là hai tôi với bà nè, thông gia này điều kiện có mới cưới nhau vậy, cho một cái nhà liền. Trời, mắc gì phải làm đây, người ta cho nhà lầu xe hai mười mẫu một xu chưa tính tới luôn, có cái nhà theo hoài. Mà người ta vẫn thường hay nói là đến trái tim người đàn ông thì quan trọng nhất vẫn là con đường bao tử mà cô. Con của cô á, thứ bảy chủ nhật về nó cũng phụ cô nấu ăn, nó coi như là mẹ ơi. Từ thứ hai cho tới thứ sáu là mẹ nấu rồi, thôi thứ bảy chủ nhật mẹ nghỉ đi để con nấu. Thật sự là con gái quanh năm rất là ngoan luôn đó con. Quanh năm suốt tháng này trưa về chạy về là nấu liền, nấu cho cả nhà. Chị ơi, cái việc tình cảm nó sẽ bao gồm hết nhiều vấn đề và nhiều khía cạnh, không chỉ về cái vấn đề nấu ăn đâu ạ. Nếu như mà chị có thể, điểm mạnh của chị là nấu ăn, con đường nhanh nhất đi đến trái tim của một người đàn ông thông qua đường bao tử, đúng. Nhưng mà cái vấn đề ăn uống đó thì ngay cả bản thân Quyết, ngay chính cả bản thân của anh cũng tự nấu ăn được và em cũng tự nấu ăn được. Thế thì cả hai cùng nấu ăn một bữa gia đình như vậy, nó vẫn đầy đủ tình cảm, và bên cạnh đó chúng em có thể share ra được nhiều cái sở thích và nhiều cái ý nghĩa. Vâng, nên là không chỉ chăm chăm vào một cái vấn đề nấu ăn như vậy thì nó không bao gồm cuộc sống gia đình chỉ là nấu ăn, mà là vừa đi chơi, vừa chia sẻ, vừa hợp ý nhau hay như thế nào đấy. Thì gia đình là nó rất là bao la và tình cảm rất là bao la, chứ việc nấu ăn ngon hay dở nó không phải là yếu tố quyết định cho một gia đình hạnh phúc. Đúng rồi, chị nghĩ là nó không phụ thuộc vào yếu tố nấu ăn, nhưng mà khi bữa cơm dọn lên có đầy đủ ba mẹ, có đầy đủ gia đình bên chồng này kia quây quần ăn cơm với nhau, bữa cơm nó rất là ấm cúng em. Còn do cái cách mình đối nhân xử thế với gia đình bên chồng nữa, mình vun quán cái gia đình hạnh phúc của bên chồng nữa, chứ không phải là chỉ có cái nấu ăn không. Em đồng ý với suy nghĩ của chị. Vậy thì những gì mà nãy giờ các mẹ cãi, các mẹ đưa ra vật chất thì tình cảm không đưa ra vật chất, là nhà em không cần vật chất, và cơ bản là nhà đàn trai cũng không cần vật chất. Nếu như vậy thì đưa ra cái vấn đề vật chất ở đây là không cần nói tới. Vấn đề nấu ăn, em có thể nấu ăn, bạn có thể nấu ăn, và cũng là một bữa ăn gia đình, thì đó là tình cảm gia đình và cả hai đều có thể nấu ăn, thì cái vấn đề nấu ăn đó nó cũng không cần bàn tới. Ở đây chỉ là suy nghĩ của bạn, tình cảm của bạn và suy nghĩ của nhà trai. Em ơi, chị nói với em này, em còn đi học rồi sau này em ra, em thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài, môi trường bên ngoài, rồi cái người dancer của em nữa, em thường xuyên đi sớm tối về khuya, làm sao em chăm lo được cho gia đình bên chồng? Cái vấn đề đó thì em không nghĩ, cái đó không, thật sự nó sẽ không phải là vấn đề, bởi vì cho dù em đi sớm về tối thì em vẫn có thể tự chăm lo cho em và chăm lo cho cả ba mẹ em nữa. Thì nếu như mà sẽ có người yêu và sẽ có gia đình bên kia thì em tất nhiên em sẽ sắp xếp hơn về cái vấn đề đó. Còn em nghĩ là thật sự ra con gái, vấn đề mà làm dancer và có nhiều mối quan hệ xung quanh, nó bây giờ gọi là một người phụ nữ quá là hiện đại rồi, chúng ta không gò bó ở trong nhà nữa, có thể những có mối quan hệ xung quanh nhưng mà biết điểm dừng ở đâu đó mới là thật sự. Còn với chị thì em cũng có thể biết là chị thích đi phượt, thì em nghĩ đó là một cái sở thích nó khá là nguy hiểm, bởi vì chị thì thích đi đây đi đó, còn anh thì anh làm PT ở nhà thì có thể phát sinh được những cái, đầu tiên là sẽ khá là nguy hiểm, và thứ hai là anh sẽ rất là lo khi mà chị đi ở đâu, đi đây đi đó sẽ không có như thế nào, và nhiều khi có nghĩa là sẽ không có lo được trong những cái tình huống khẩn nguy kịp thời. Em ơi, chị nói với em này, nhưng mà khi chị đi là lúc nào chị cũng phải dẫn người đàn ông của chị đi bên cạnh, không bao giờ bỏ anh một mình ở nhà. Mà cái vấn đề là đi phượt nguy hiểm em cũng thấy rồi, nếu mà nguy hiểm thì chị không đứng đây giờ này để trở lên chương trình, tham gia chương trình hôm nay. Rất là nhiều người cũng thích cái chương trình đi phượt giống như chị, mà đảm bảo an toàn nữa, chứ không phải là chị đi mà
đi tụm 5, tụm 7 hay là cái chuyện gì mà để xảy ra tai nạn hay là nguy hiểm gì hết. Thì tụi chị đi rất là đúng luật giao thông. Còn em đó, như chẳng hạn bây giờ em ở nhà với ba mẹ em thì ba mẹ em dung dưỡng em. Rất có thể là nhiều việc em không làm được thì ba mẹ em làm giùm cho em. Nhưng mà em khi mà em tới nhà chồng rồi, những cái việc đó ba mẹ em không thể nào theo em để giúp đỡ em được. Chỉ có gia đình bên chồng đối diện với em. Khi nào mà xảy ra xích mích đó, thì em cũng phải tự giải quyết, chứ em không thể nào mà đem ba mẹ theo được. Bởi vì cái chuyện mà ở nhà em lo cho ba mẹ em được, thì tại vì ba mẹ em yêu thương em hết lòng, nên muốn là con gái mình thế này thế kia, nên lúc nào cũng sẵn sàng là bảo bọc con mình. Cho dù con mình có sai phạm đi chăng nữa thì ba mẹ em cũng sẽ không trách móc hay là nặng nề một câu với em. Nếu chị có suy nghĩ như vậy, tại sao chị sẽ không suy nghĩ ngược lại, là ngay cả khi chị đang ở nhà với ba mẹ chị và ba mẹ chị đang suy nghĩ chung với chị như vậy? Có nghĩa là đối với ba mẹ chị là nhất, chị giỏi, chị ngoan, chị nấu ăn giỏi, nhưng chắc gì cái sự nấu ăn của chị đã hợp với gia vị của gia đình chồng. Chị muốn nói với em là khi đã chị đã đi nấu ăn được cho mọi người ăn thì nhất định là chị sẽ biết được cái vị, khẩu vị của mọi người. Thì chị chỉ cần thời gian để hòa nhập được với mọi người thôi. Còn về mẹ chị thì bây giờ tại vì chị không có ba, nên khi mà có người đàn ông về thì chị rất là trân quý cái tình cảm đó. Nên chị không bao giờ bỏ cái tình cảm đó mà quyết định tiến tới cái tình cảm đó một cách bất chấp. À, ở đây em không nói về cái việc mà chị có trân quý một người đàn ông hay không, bởi vì tình cảm phải trân quý mới đi đến với nhau được. Thì cái việc đó cũng giống như em thôi. Em có thể là dancer, em biết những người này người kia, nhưng cái tiếp theo là em biết điểm dừng. Bởi vì khi mà em độc lập thân con gái một mình trong giới nghệ thuật như thế này, thì em đã gặp biết bao nhiêu người. Thì em đứng ở đây với cùng với sự bảo bọc của gia đình, có nghĩa là em vẫn biết được điểm dừng và em biết mình đang ở đâu. Thì cái việc mà dung hòa với bạn trai và gia đình bạn trai thì nó cũng sẽ không là vấn đề với em. Em nghĩ là em làm được. Nếu chị làm được thì em cũng làm được. Bởi vì tuổi tác ở đây, cho dù chị 25, em 22, nó không thành vấn đề về vấn đề tuổi tác. Độc lập thì ai cũng độc lập em. Nhưng mà cái người của em là đi đây đó và em còn phải học ra nữa. Xong rồi dancer chỉ một thời gian thôi. Nó theo tuổi tác của em mà, nó đâu theo em được suốt đời. Dạ, công việc của em cũng chưa chắc có cố định mà. Dạ. Em vẫn còn phải đi học, vẫn còn phải đi làm dancer thêm. Chưa có nguồn thu nhập riêng cho mình mà. Về nguồn thu nhập, đầu tiên là về nguồn thu nhập, em có nguồn thu nhập riêng bởi vì em còn là giáo viên dạy tiếng Anh. Về vấn đề dancer thì có thể là em sẽ không đi thường xuyên bởi vì em còn dành ra việc dạy, thì cái vấn đề đó đem lại nguồn thu nhập riêng cho em. Thứ hai, về vấn đề đi học, đồng ý là em còn đang làm dancer nhưng em sẽ không theo nghề này mãi bởi vì em học học viện hàng không. Thì sau này ra em sẽ có một công việc ổn định và tương lai sau này của em vẫn sẽ là rộng mở chứ không phải là lông bông lơ bêu hay là sẽ không ổn định bất kỳ chỗ này chỗ kia. Đây như chị nói với em là cái chuyện trước mắt nè, là mùa dịch này tất cả mọi người đều phải nghỉ, nhưng mà riêng bên chị thì khối cơ quan nhà nước không nghỉ, phải làm việc suốt 24/24 và phải tăng ca nữa. Trong khi cái việc đó là bên chị là giảm cái lương hàng tháng, còn tụi em là làm công việc như tụi em thì làm sao đảm bảo được mùa dịch này tụi em đi làm. Đúng, thật sự là về bên mùa dịch này, về bên nghệ thuật của tụi em rất là hạn chế. Thì trong khoảng thời gian này không phải là tụi em không có việc gì làm. Thứ nhất, với em có thể là làm giáo viên dạy tiếng Anh, em vẫn có thể dạy online được. Thứ hai, bởi vì em dành ra được nhiều thời gian thì em có thể trau dồi bản thân mình hơn và phụ giúp được gia đình của em nhiều hơn. Và em nghĩ là về cái khối văn phòng đồng ý là vẫn đi làm. Nhưng mà một sự thật ai cũng biết, có nghĩa là lương của mọi người đã giảm ít nhất là cũng đánh 50%. Hoặc là có những chỗ và có những doanh nghiệp là họ cho nhân viên nghỉ không lương. Thì cái việc mà chị làm quá chừng nhưng mà lương của chị không đồng ý là có, nhưng mà nó sẽ không đảm bảo, bởi vì mùa dịch này bất kỳ ngành nào nó cũng ảnh hưởng cả. Nên là không nên so sánh của chúng ta trong mùa dịch, bởi vì dịch rồi cũng sẽ hết thôi. Chứ không phải là chúng ta chỉ nói trong cái này, nó không phải là mãi mãi. Dạ vâng. Và như vậy rõ ràng là giữa hai bên gia đình, chúng ta luôn luôn có những quan điểm để bảo vệ quan điểm của chính mình, để cho thấy rằng là mình là một lựa chọn tốt nhất giữa một trong hai gia đình. Có lẽ với khán giả truyền hình, với những sân chơi đấu với nhau về ngôn từ như thế này, thì mọi người thường nói là ủa sao vì một người đàn ông hay vì một cô gái, vì một chàng trai mà lên sân khấu này lại cự nhau như vậy, hay là tranh cãi nhau như vậy. Đó không phải là tranh cãi, đó là tranh luận. Đó là tranh luận về quan điểm sống, quan điểm tình yêu, để tìm ra
Và đặc biệt đối với tất cả chúng ta, ai cũng vậy, dù nghèo dù giàu, chúng ta luôn luôn muốn sở hữu một vật gì đó hay một cái gì đó là phiên bản giới hạn. Và rõ ràng chúng ta chính là phiên bản giới hạn. Việc mà hai cô gái này cùng gia đình của mình quyết liệt như vậy, đó chính là muốn chiếm trọn tình cảm của gia đình nhà trai. Vậy thì ngay bây giờ, tất cả mọi quan điểm đều được đưa ra hết rồi. Bây giờ hai cô gái, mỗi người sẽ có một câu cuối cùng nữa để nói với mẹ nhà trai, thuyết phục mẹ nhà trai bằng một câu cuối cùng và duy nhất để chúng ta chuẩn bị đến với kết quả của ngày hôm nay. Xin mời. Con chào cô. Con có thể không phải là một nàng dâu đảm đang và có thể nấu được những bữa ăn rất là ngon như là chị đầu bếp bên đây, nhưng mà giống như cái túi ba gang này, thì đây là một cái túi mà dành trong đó không chỉ những vật chất mà nó còn là những giá trị tinh thần, cả sự cố gắng của con, cả sự cố gắng của gia đình, của mẹ con. Thì bây giờ con muốn thêm cả sự cố gắng của anh vào trong gia đình của con. Xin mời cô gái còn lại. Con chào cô. Thì hôm nay con đến chương trình là với lại cái tâm thế là rất là chân thành khi đến đây. Nên những lời con nói như những lời con muốn bày tỏ cùng chương trình đó, đều là sự thật và chân thành từ tận đáy trong lòng con nói ra. Dạ. Nên là mong cô chấp nhận. Ngay bây giờ xin mời tất cả về vị trí của mình để đến với kết quả của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Ai cũng cho rằng con mình là lợi thế hơn cả, nhưng quan trọng vẫn là nhà trai. Để xem quyết định của nhà trai ra sao. Thời gian dành cho nhà trai đưa ra quyết định cuối cùng. Xin mời. Thời gian suy nghĩ đã hết. Lựa chọn của gia đình nhà trai là cô gái số 3 hay là cô gái số 4? Hãy cho chương trình được biết kết quả cuối cùng. Xin mời mẹ. Lời đầu tiên tôi xin được phép nói với hai gia đình như thế này, là chúng tôi đi chọn dâu chứ không phải chọn của. Vì chúng tôi không phải là những người thăm phú phụ vợ, tại vì không ai giàu ba họ, không ai có ba đời. Của cải do hai bàn tay mình làm ra mới quý. Chúng tôi mục đích tìm những một người con dâu phù hợp với lại nếp sống của gia đình, làm sao cho con tôi được hạnh phúc và gia đình êm ấm thuận hòa, cái đó mới là điều quan trọng. Tôi xin chọn gia đình. Số 3. Số 3, chúc mừng gia đình số 3. Vì sao mẹ lựa chọn gia đình số 3 và vì sao mẹ không lựa chọn gia đình số 4? Mời mẹ. Thứ nhất là tôi cảm thấy hai cháu tuổi tác và coi như ngoại hình đều rất là tương xứng phù hợp. Là số 3 đó phải không mẹ? Dạ, gia đình số 3 là dạ. coi như con gái đó mới 22 tuổi, con trai tôi 25 tuổi, thì tuổi tác là rất là phù hợp. Dạ. Rồi hai cháu về ngoại hình cũng rất là tương xứng với nhau. Là cái thứ hai nữa là cháu nó là giáo viên tiếng Anh. Tôi cũng hy vọng là cái tương lai đàn cháu nội của tôi sau này sẽ có một cái tương lai học giỏi giang thành đạt với người ta. Thành ra cũng rất muốn là con cháu mình sau này là giỏi tiếng Anh để được đi du học. Yeah. Và cái thứ ba nữa là cháu nó hoạt động, nó là dancer thì nó hoạt động trong cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là rất là phù hợp với con trai của tôi. Đó là ba điểm mà tôi cho là quyết định. Tôi đón nhận. Còn riêng về cái gia đình thứ 4 là tôi cảm thấy không có phù hợp như thế này. Cái thứ nhất là cháu về có ngoại hình á, cháu nó có vẻ to con mà nó cứng cáp hơn là con trai tôi. Thứ hai nữa là cháu nó thường hay đi phượt, nó đam mê phượt quá, mà thường thường phượt như vậy rồi cái tâm trạng của người nhà ở nhà rất là lo lắng, tại vì nó mạo hiểm vô cùng và nó thường xuyên đi phượt như vậy thì thời gian ở đâu nó có thể chăm sóc cho gia đình tốt hơn và chồng con nó tốt được. Vì hai cái lý do đó mà tôi không dám tiếp nhận.
Dạ. Cho Hiếu hỏi nè, theo mẹ thì con trai của mẹ có là một chàng trai thích đi phượt hay không? Không, tôi biết tánh nó chứ nó không có đam mê phượt, nó không thích. Điều mẹ nói là đúng hay không? Dạ, nãy em có nói với bằng nữa là em chưa bao giờ đi phượt. Nhưng mà em có nói bằng nữa là em thích là do là em tôn trọng bạn nữ. Nên em nói cũng thích, dạ. Tại thật ra nếu mà người ta có thích đi phượt là ít ra người ta cũng đi được lần, hai lần. Dạ, còn này em chưa bao giờ đi phượt, đúng không? Do công việc của em nó dày quá nên em không chưa bao giờ em đi được. Căng à. Đó là quyết định của mẹ nhà trai, mẹ số 4 nghĩ sao khi mình bị dừng cuộc chơi ạ? À? Thôi vậy giờ chị nói vậy thì thôi cũng tùy duyên chú Hiếu. Dạ. Mình chấp nhận thôi chứ giờ sao giờ ha. Mà 10 lô cao su là vẫn còn đó hay mẹ ha? Hả? 10 lô cao su vẫn còn đó. 10 lô còn y, không có mắc cây nào hết. Dạ. Cho một cây, ủa cho mẫu không chịu lấy. Mẹ thật ra là ở trên sân khấu này không chỉ có một chàng trai mẹ. Dạ. Đúng rồi. À, còn chàng trai dịp khác này nữa. Không được, dịp khác còn không nữa. Phải mẹ, còn chàng trai khác nữa mẹ. Dạ. Đúng rồi. Mẹ có thấy chưa? Thấy rồi. Ai nãy giờ nhiều lắm. Không mẹ, không nhiều đâu. Mình nhìn thẳng qua đây. Không mẹ, không nhiều đâu. Mình nhìn thẳng qua đây. Dạ. Hiếu nói như vậy cho mẹ đỡ buồn. Thật ra là mình quyết liệt vì con mình mà mình không được kết quả như ý mình. Đúng cũng rồi. Hơi tiếc chứ mẹ ha. Cũng không có gì để tiếc. Nếu dạ, không đủ mẹ. Duyên mà. Dạ, tôi nói hả, còn có duyên có nợ rồi mới nên vợ nên chồng. Dạ, mà không mẹ duyên nào không nợ thì thôi thì để dịp khác. Dạ. Gia đình nào đến đây cũng nghĩ được như vậy thì mừng quá. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn, tất cả đều do duyên hết. Mình gặp được nhau đã là một cái duyên của chương trình mang đến rồi. Tuy nhiên mình có đến được với nhau không và ở được với nhau không lại là cái duyên khác nữa. Vậy thì ngay bây giờ mời cô con gái cưng của gia đình số 4 và mẹ cùng xuống sân khấu ạ. Xin mời. Rồi. Em ơi, mình có tiếc không? Tại vì anh thấy hai đứa cũng hợp quá. Dạ, không anh. Nếu mà đàn trai không chọn em là đàn trai sẽ tiếc chứ em không tiếc. Tiếc đúng không? Dạ. Bên kia tiếc. Dạ. Dạ. Quan trọng là như vậy. Anh thích vậy ghê. Tại vì sao bên kia phải tiếc? Dạ, tại vì em còn nhiều điểm chưa khám phá con người em lắm. Chỉ có đi sâu vào mới biết được cái con người em thú vị như thế nào thôi, mới hợp như thế nào thôi. Cho nên cái người phải tiếc là bên kia tiếc. Dạ. Chứ mình không hề tiếc. Đây mới là người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, tự tin và tỏa sáng. Đúng không em? Dạ. Chúc cho em và mẹ sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong tương lai. Đặc biệt là luôn luôn rạng rỡ, tỏa sáng như những gì em đang có. Dạ. Nha. Hẹn gặp lại gia đình mình. Dạ. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào tạm biệt gia đình. Cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Thưa quý vị, như vậy là người được gia đình nhà trai lựa chọn cuối cùng đó chính là cô con gái của gia đình số 3. Xin mời bạn bước ra sân khấu. Cảm xúc của em thế nào? Dạ em vui. Em vui và em có nghĩ rằng là mình sẽ có một cái kết happy ending ngày hôm nay không? Đầu tiên thì thật sự là em vui vì hôm nay em có một cơ hội để tìm hiểu về một mối quan hệ mới. Dạ. Còn vấn đề mà mình có thể đi xa được bao lâu hay bao nhiêu thì đó còn là quá trình và sau chương trình này nữa. Là nỗ lực của cả hai nữa. Dạ vâng, nên là em không nói trước về vấn đề gì cả. Quan trọng cái anh nói ở đây đó chính là em đã là gương mặt được mẹ nhà trai lựa chọn. Nhưng đó chưa biết có phải là lựa chọn của chàng trai này hay không. Chúng ta cùng đếm nào. Chúc cho cặp đôi có một cái kết hạnh phúc trong chương trình này. 1 2 3 Yeah! Hôm nay anh đến với chương trình, anh dành hết niềm tin vào mẹ anh. Dành hết niềm tin vào mẹ. Tại vì những lần mối tình mà anh đổ vỡ đó thì anh đã không nghe lời mẹ của anh. Thì mẹ cũng đã căn dặn, cũng can thiệp trong mối con tình tình trước của anh, nhưng mà anh không nghe theo.
thì anh nghĩ mẹ anh đã lo xa cho anh, có những suy nghĩ chín chắn hơn. Thì quan trọng nha, xin lỗi, tự nhiên lúc này buông ra, buông tay con gái anh ta ra. Tại vì sao giật buông tay con gái ta ra? Tại vì bắt đầu có cái gì nó cấn cấn ở đây nè. Vậy bây giờ là cậu lên đây, cậu nắm tay con gái người ta là tại vì mẹ cậu chọn hay là tại vì cậu cũng mến người ta? Nếu mà chỉ vì tại mẹ cậu chọn cậu mới lên đây thì thôi, không thèm. Không, chưa em kia nói xong mà. Ai biết cái hồi hộp là đã tin tưởng lựa chọn của mẹ mà, là em tin mẹ lựa chọn đúng cái quyết định của mẹ em. Nhưng mà em có thương, em có cảm ơn người ta không? Có. Thì em phải nói như vậy, người ta chưa, mới buông ra rồi nắm ta là không sao, coi như làm lại từ đầu. Cho nên ngày hôm nay anh dành hết niềm tin vào mẹ, và mẹ đã lựa chọn đúng người mà anh đã mong đợi. Ồ, thì người đó đúng là người con gái mà anh đang tìm kiếm, đó chính là em. Ôm đi, ôm đi, ôm đi, ôm đi, ôm đi. Xin chúc mừng em đã thực hiện một chiến dịch chống ế thành công. Em cảm ơn anh. Con cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến đây. Chắc là có lẽ mẹ thấy em cô đơn quá. Tiếp theo là con cảm ơn cô, bởi vì cô đã tin tưởng con. Con mong là con sẽ không làm cô thất vọng. Dạ. Mẹ nhà gái cảm thấy như thế nào? Cảm ơn con trai đã chọn con gái của mẹ làm người bạn. Trước tiên là mình phải tìm hiểu nhau. Dạ đúng. Làm bạn đi. Rồi tôi với bà thông gia là cũng tìm hiểu nhau để mà mình hai bên nó hòa hợp. Thì hai đứa con mình nó mới sống được bền lâu hơn. Giống như hạnh phúc á, bền lâu. Cảm ơn rất nhiều và xin mời các gia đình chúng ta xuống vị trí này để chào khán giả. Xin mời ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay là một tối thật sự nhiều kịch tính, gây cấn, hấp dẫn, quyết liệt và thật là dễ thương. Chúng ta đã có một cái kết hạnh phúc với bạn Bá Quyết cùng với cô con gái cưng của gia đình số 3. Thưa quý vị, tất cả là chữ duyên cả, duyên ngắn hay duyên dài. Duyên do trời ban nhưng mà phận thì do người tạo. Hy vọng rằng rất mong hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu thật là lý tưởng để có thể đi đến những điều xa hơn nữa trong hạnh phúc lứa đôi. Đây là chương trình Thông gia song đấu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Khung giờ quen thuộc của chúng tôi luôn luôn là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đừng quên đón theo dõi cùng chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.